bạn gái tin đồn Phùng Ngọc Huy. Từng xin nuôi La Vi mà không được, đang kim bạn gái tin đồn Phùng Ngọc Huy đã tìm mọi cách để đưa bé La Vi về nuôi mà không được, bị từ chối từ phía gia đình Mai Phương. Vài ngày qua, thông tin về đám tang của Mai Phương nhận rất nhiều sự quan tâm của khán giả gần xa. Theo đó, mọi người thương cho số phận nữ diễn viên ra đi quá sớm, để lại đứa con gái còn thơ. Bên cạnh đó, rất nhiều người nhắc đến Phùng Ngọc Huy, họ trách móc anh. Từ khi cô bệnh cho đến nay đều không thấy nam diễn viên về nước thăm hỏi. Đan Kim tiết lộ nam diễn viên nhiều lần mong muốn được nuôi con. Nếu khán giả gần xa thương Mai Phương, thương cho cô con gái sắp tròn 7 tuổi, thì họ lại trách móc Phùng Ngọc Huy với nhiều lời lẽ nặng nề. Anh ở đâu khi cô mắc bệnh này, chống chọi với những cơn đau và lo cho bé La Vi. Và ngay cả đám tang này anh cũng không thể về nước vì lý do dịch bệnh. Ngay lúc này, người yêu tin đồn Phùng Ngọc Huy, ca sĩ hải ngoại Đan Kim bất ngờ tiết lộ rằng ba của bé từng nhiều lần mong muốn được nuôi con gái, nhưng mẹ của Mai Phương từ chối vấn đề này. Thậm chí nữ ca sĩ còn tố rằng Mai Phương chịu nhiều đau khổ từ chính phụ huynh. Anh không hiểu mà sao anh nói không liên quan Huy, Huy chính là cha đứa bé, Huy không phải là người Quảng Trị mà là gốc Sài Gòn từ nhỏ. Mà sao anh không biết Huy không quan tâm, Huy ở Mỹ vì chuyện riêng chưa về Việt Nam được, và đã có mẹ Huy bên Việt Nam tìm đến nhà mẹ Mai Phương, xin đón em bé về nuôi bà ta không cho, anh có biết điều đó không? Con người ta ai không thương, Mai Phương là người chịu khổ với bà mẹ sinh ra cô ta anh biết không? Bà ta đã gia nhập Hội Thánh Đức Chúa Trời, anh có biết điều này không? Và Mai Phương bà ta đã đem vào Thánh Chúa Trời và ngay cả em bé La Vi. Huy là đang sống chung với nhà với em, anh không hiểu về Huy thì đừng nên hùa theo. Em biết anh luôn quý em, nhưng em không muốn ai đó nghĩ oan cho người khác. Như lời kể thì mẹ của Phùng Ngọc Huy từng đến nhà xin mang cháu về nuôi nhưng bất thành. Đan Kim còn khiến nhiều người bất ngờ khi cho rằng chưa ai lên án mẹ của nữ diễn viên. Khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy và Đan Kim bị nhắc tên khá nhiều. Phùng Ngọc Huy đau lòng khi không thể về nước. Ngay khi nhận được thông tin mẹ của con gái mình đã ra đi mãi mãi, trên trang cá nhân, anh thay đổi hình ảnh sang màu đen hoàn toàn. Đây được xem là động thái của sự đau lòng và nuối tiếc. Bên cạnh đó, Phùng Ngọc Huy cũng không thể về nước trong thời điểm dịch bệnh, khó khăn trong việc nhập cảnh tại Việt Nam. Ốc Thanh Vân kể, thực sự thì Huy cảm thấy bất lực, nói chứ cũng từng yêu thương nhau, có với nhau một mụn con, hết tình thì cũng phải còn nghĩa. Huy cũng không phải người hất đổ những gì đã diễn ra trong quá khứ. Nhưng đã 5 năm đi qua, hai người đã chọn cách xa nhau, giờ Huy không về được còn khổ sở hơn tụi mình ở đây. Ít gì mình cũng còn thấy được, chứ người ở xa thì rất ức chế, người ta còn chịu thêm những điều tiếng ra vào. Đến hiện tại, điều khiến mọi người xót xa chính là bé La Vi. Cô con gái còn quá nhỏ nhưng thiếu tình thương của mẹ, cha thì ở nơi xa xôi nửa vòng trái đất. Dù chuyện gì đi nữa thì bé rất cần được yêu thương và bảo vệ từ những người xung quanh.